Chiều nay 24 tháng 10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng đã có cuộc họp nghe đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Dự cuộc họp có ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực, kiêm chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cùng các đồng chí trong ban chỉ đạo. Thông tin với đoàn về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn Sóc Trăng, tính đến ngày 23 tháng 10, Sóc Trăng đã có 4.278 ca nhiễm COVID-19, trong đó đã điều trị khỏi và cho xuất viện 1.899 ca. Số ca tử vong do các bệnh lý nền là 35 ca, còn đang điều trị 2.201 bệnh nhân cách ly điều trị tại cơ sở y tế. Trong đó, điều trị tầng 1 là 2.118 ca, tầng 2 là 138 ca và tầng 3 là 24 ca tiên lượng nặng. Về năng lực bảo đảm công tác phòng chống dịch, toàn tỉnh hiện đang sử dụng 309 cơ sở cách ly tập trung, 28 cơ sở thu dung điều trị F0 với tổng số 2.347 giường bệnh. Toàn tỉnh đã triển khai tiêm 5 đợt vaccine với tổng số 732.325 liều, trong đó tiêm mũi 1 688.758 người, tiêm mũi 2 là 43.567 người. Tại cuộc họp, các bác sĩ trong đoàn công tác Bệnh viện Chợ Rẫy đã chia sẻ với Sóc Trăng những kinh nghiệm quý từ cơ sở khoa học cũng như thực tiễn điều trị cho bệnh nhân COVID-19 trong thời gian qua, trong đó nhấn mạnh đến công tác điều hành việc điều trị. Các cơ sở y tế điều trị hồi sức nên chuẩn bị sẵn sàng chu đáo các trang thiết bị, đồ phòng hộ, công tác thu dung điều trị phải có những tiên đoán phương án tiếp theo để có kịch bản chủ động. Đoàn cũng chia sẻ những kinh nghiệm quý trong khâu xét nghiệm sàng lọc F0 ngoài cộng đồng, biện pháp cách ly F1 trong nhà máy xí nghiệp. Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng nhấn mạnh, buổi làm việc mang lại nhiều điều bổ ích cho tỉnh trong công tác phòng chống dịch trong thời gian tới. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh thống nhất một số nội dung, theo đó sẽ từng bước thực hiện cách ly tại nhà, đảm bảo an toàn, không nóng vội. Các huyện chỉ đạo các xã củng cố trạm y tế lưu động, chuẩn bị đầy đủ bình oxy phục vụ cho cách ly tại nhà.